Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước. Theo đó, ở Bắc Bộ và khu vực Đà Nẵng đến Bình Định có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ra ngập úng tại các khu đô thị. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 23 đến 25 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, riêng Hòa Bình từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ C. Riêng khu vực vùng núi từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Riêng đồng bằng từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi ngày nắng, riêng chiều tối và mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 36 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!